Quý khán giả thân mến, một con kênh nội đồng tuy rất nhỏ, rất ngắn, nhưng lại mang cái tên đầy ý nghĩa đối với ngày 30 tháng 4, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Vâng, chúng tôi đang muốn nói đến kênh Giải Phóng ở khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Một con kênh được người dân và các chiến sĩ cách mạng đào với mục đích là vận chuyển vũ khí và tải thương để phục vụ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nước nhà. Kênh Giải Phóng dài khoảng 1.000 mét, có điểm đầu nối với rạch Trà Luộc và điểm cuối nối với kênh Đình, thuộc khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Kênh được đào vào khoảng năm 1962 với chiều ngang chỉ hơn 2 mét nhằm vận chuyển vũ khí, tiếp tế lương thực và tải thương chuẩn bị cho những trận đánh lớn tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà. Địch nó phát hiện đầu kinh á, vậy thì nó tổ chức cái 4 mũi thì ở ngoài dặm Trà Luộc cái vô. Ở bên cái gạch Trường Hưng là bên lỗ đá bên nó trổ qua Trường Hưng nó đi qua đây. Ở trên dặm gạch Tra là cái xã Thái Thạnh á, đi xuống rồi Định Môn, cái Bào Trang đó. Nó đi qua thì coi như 4 mũi nó giáp công lại rằng là nó tiêu diệt cái nó mà guồng bố là cái dân công mình đi làm kinh giải phóng này cũng bị hy sinh nhiều. Ông già tôi cũng hy sinh ngay trận này. Mặc dù vậy, nhưng sự tàn ác của kẻ thù không thể làm nao núng được quyết tâm giành độc lập của quân và dân ta. Sau những trận càn và giết chóc nhiều người, con kênh vẫn tiếp tục được hoàn thành theo kế hoạch và được đặt với cái tên đầy ý nghĩa như hiện nay. Bởi vì là cái kênh này đó là đã có kế hoạch là để phục vụ cho chiến tranh, để là giải phóng quê hương, giải phóng dân tộc, thì là phải dự trù cho cái chiến tranh thế. Rồi sau khi con kinh này hoàn thành rồi mới tổ chức mình mới đặt là con kinh giải phóng, để lấy mang cái ý nghĩa là cũng nhờ là cách mạng, nhờ là giải phóng quê hương, giải phóng dân tộc. Đời sống dân thì hiện nay trên khu Trường Hòa nói chung và tiếng kinh này nói riêng á, thì đời sống người dân hiện nay là từng bước đang nâng lên. Chung là kinh thì cái tiếng kinh thì chưa có được bê tông quá, nhưng thật sự các tiếng chính ở trên khu vực Trường Hòa là đều được bê tông quá hết. Khi mới đào, kênh giải phóng chỉ có chiều ngang chừng hơn 2 mét. Qua hơn 60 năm, nó được nạo vét trở nên rộng và thông thoáng hơn. Giờ đây, không chỉ có quá khứ hào hùng mà kênh giải phóng còn góp phần cho việc giao thương hàng hóa cũng như là phát triển sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương. Sau khi hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, con kênh được chính quyền và người dân tiếp tục nạo vét và mở rộng như hiện nay để đảm nhận một vai trò mới. Tất cả những vận chuyển của mùa vụ theo thời điểm như thu hoạch lúa thì chúng chở về bằng tiếng kinh này, rồi đi chở vận chuyển phân, thuốc đang đi trên, đang đi mà làm ruộng thì cũng bằng cái tiếng kinh này. Sống bằng kinh này thấy là cũng thoải mái dữ lắm, thầy nữa. Đường hãnh diện, vì nhờ kinh này đem nước lên rồi ghe cổ, ghe xuồng đi máy móc rồi đi cho bơm nước cũng đâu đó, nó cũng rất tiện. Con nước lớn đang từ ngoài rạch Trà Luộc chảy vào kênh giải phóng. Dòng nước chậm trôi như đang đưa ta trở về với những chiến tích của một thời oanh liệt. Không ồn ào, cũng chẳng cần gấp gáp. Cứ thế lắng động từng hạt phù sa nhỏ, nuôi lớn những cánh đồng và làm giàu thêm truyền thống yêu nước của người dân Trường Lạc nói riêng, Cần Thơ và cả nước nói chung.